Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Cửa hàng em số điện thoại có kết nối với Zalo 0343 868186 hoặc 0986183445. Số điện thoại có kết nối với Zalo em để ở góc trái màn hình nha mọi người. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cư Huê, EK Đắk Lắk. Trước khi vào video thì em cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho cửa hàng của em. Và chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ. Cửa hàng em chuyên mua bán, sửa chữa và trao đổi các loại máy móc, các loại máy cắt cỏ và máy cưa hay thì ngày hôm nay cửa hàng em dọn lên cho mọi người một con máy và một con hàng về chưa dọn nha mọi người. Con này là con G3500 thuộc dòng Komatsu nha mọi người. Con này cửa hàng em lấy về đã dọn nổ cho mọi người. Có vú bơm xăng, kéo e phía trên nha mọi người. Công tắc thì nằm bên này. Xăng và nhớt cùng một bên luôn nha mọi người. Nhớt bôi trơn lâm xích nằm phía dưới. Nắp nhỏ nha mọi người. Con này có trợ lực cho mọi người. Con này thì em rửa nên tem nó hơi bị chóc xíu. Con này cửa hàng em bán đầu không nha mọi người, không có lam sên theo máy nên em cũng không gắn lam sên khác vô. Có bán lam sên luôn nha mọi người, cửa hàng em có nhưng không có lam sên theo máy nên em cũng không lắp vô, để đầu không cho mọi người. Cửa hàng em để đầu không, con này giá 2,2 triệu bao phí vận chuyển cho mọi người nha mọi người. Có kèm theo tiếp mở buri và một cây dũa cho mọi người. Con này thuộc dòng Komatsu 35cc. Em xin phép test nổ cho mọi người. Tiếng nổ rất là thì thầm luôn nha mọi người. Bật công tắc. Con này cực kỳ nhạy nổ cho mọi người luôn. Con này là dòng trợ lực nên mọi người chỉ cần kéo lên là dễ nổ nha mọi người. Là dòng trợ lực nên mọi người không cần phải dùng lực dùng sức gì. Người lớn tuổi hoặc là phụ nữ gì cũng kéo rất là dễ dàng nha mọi người. Con này phù hợp cho các gia đình, công suất cỡ 35cc. Dòng máy Nhật bãi về, cửa hàng đã dòng nổ. 2,2 triệu bao phí vận chuyển nha mọi người. Tiếp theo là con máy sát nha mọi người. Con này là con Sitting 020 thuộc dòng Đức nha mọi người, rin nha mọi người. Con này thì nói chung là hơi lửa còn rất là ổn định, bị bể bô. Đây hình thức này, đây nha mọi người. Con máy nó như... em xin quay chi tiết cho mọi người coi. Hình thức là nó như vậy nha mọi người. Con này thì bị bể bô. Chung thì cửa hàng em cũng chỗ em thì người ta xài ít xài sitting nồng nằm á mọi người nên em cũng không dọn cho mọi người. Con này bể bô sẵn khỏi dọn luôn. Ai có một ai đang xài con máy này hoặc là cửa hàng nào muốn lấy lại để dọn á mọi người thì có thể liên hệ em. Con này hơi rất khỏe nha mọi người. Con này em bao hơi lửa cho mọi người. Cửa hàng em để cho mọi người mức giá 1,8 triệu. Không bao phí vận chuyển nha mọi người. Con này là con máy chưa dọn nên em cũng không bao phí vận chuyển. 1,8 triệu. Không bao phí vận chuyển, bể bô nha mọi người. Mọi người xem kỹ hình thức cho em. Con máy nó như vậy nha mọi người. Mọi người lấy em có thể quay chi tiết cho mọi người. Em xin cảm ơn ạ.